Chào các bạn, thì hôm nay cứngbích.com sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng video và hình ảnh cùng lúc lên fanpage. Thì cái vấn đề này thì có rất là nhiều bạn đã hỏi mình thời gian qua, nhưng mà trước thì mình cứ nghĩ đơn giản ai cũng biết, nhưng mà hôm nay mình làm video này để cho mọi người giúp mọi người làm cái này tốt hơn. Thì bài đăng này mình đã có ở trên web, thì link thì mình sẽ để ở dưới video. Thì đầu tiên là mọi người vào fanpage. Thì cái video này thì hiện tại thì video là remarketing được các bạn nhé. Nên là cái hình thức này đang rất là tiện, nó có cả video và có cả hình ảnh thì mình thể hiện được nhiều hơn. Thì cái bài này bài đăng màu nên là cái hình ảnh của mình á thì mình rất là nhiều tách, thì cái này đang là vi phạm, thì demo thôi các bạn nhé. Kể cả cái video này cũng vậy, thì video thì trong 30 giây đầu tiên á mà các bạn chèn quá nhiều tách, vượt quá 2 và 5 tách thì vẫn bị Facebook nó phạt. Nên các bạn lưu ý cái vấn đề này. Thì đầu tiên á thì các bạn đăng bài, các bạn chuẩn bị sẵn video hình ảnh cho mình nhá. Thì các bạn vào hình ảnh này, vào video này. Đấy. Và đây, vào mục này. Tải ảnh và video lên như bình thường thôi. Thì cái đầu tiên thì mọi người không thể tải video lên được. Bởi vì nếu như mọi người tải video, ví dụ mình tải video lên đầu tiên như thế này này, thì lập tức nó sẽ ra như thế này luôn. À, vậy thì là không được. Đây, thì mình hủy bỏ nhá. Đầu tiên á, mọi người phải tải ảnh lên. Ví dụ mình ở đây mình có mấy bức ảnh đây chẳng hạn. Ví dụ mình tải đây, ví dụ mình đang ấn ảnh thì mình cho hết ảnh lên luôn trước đi. Đấy, thì mình cho hết ảnh lên luôn. Và sau đó mình sẽ cho video lên. Thì để mà cái video này nó hiển thị đẹp nhất thì mọi người đẩy nó lên đầu tiên. Đấy. Thì cái video mình là đây là khổ hình chữ nhật, thì các bạn đây là khổ hình chữ nhật thì nó sẽ ra như thế này này. Và nếu như khổ dài đây là cái video quay màn hình điện thoại thì nó sẽ ra như thế này. Đấy. Rất là đẹp. Và thì bây giờ mọi người chỉ việc đăng lên thôi. Ví dụ một bài nhá. Chẳng hạn. Rồi. Mình lưu bản nháp đi. Đấy. Thì một lúc sau thì nó sẽ lên, nhưng bản nháp thì cái này là mình làm trước rồi thì nó sẽ lên như thế này. Và bây giờ có một cái vấn đề rất là thú vị nữa. Hiện tại thì cái mình chia sẻ luôn với mọi người trong buổi hôm nay, đó là cái video thì đã được hỗ trợ remarketing từ Facebook. Thì cái remarketing ấy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người luôn. Thì để mà vào được cái đó thì mọi người vào trình quản lý quảng cáo nhé. Sau khi mà mọi người vào trình quản lý quảng cáo á, thì mọi người vào cái tab này. Đấy, cái menu đây, mọi người chọn đối tượng. Thì đây mình đã chọn sẵn đối tượng rồi. Thì cái phần đối tượng này này thì mọi người chọn là đối tượng tùy chỉnh, tạo đối tượng mới. Và cái này Facebook nó mới update, đó là cái tương tác trên Facebook. Là tạo danh sách để tương tác với nội dung Facebook của bạn. Thì cái này thì mình cũng đang hy vọng làm sao mà nó update được cái chức năng mà tương tác với những người đã tương tác với bài quảng cáo, ví dụ like hay comment chẳng hạn. Nhưng mà hiện tại thì nó không. Thì hiện tại nó chỉ có hỗ trợ cái video này thôi. Và cái quảng cáo khách hàng tiềm năng. Thì cái quảng cáo khách hàng tiềm năng này thì hôm nào thì mình sẽ làm một cái video khác chia sẻ cho mọi người sau. Thì hôm nay mình chỉ nói về liên quan đến cái video thôi. Đó là tạo danh sách những người đã xem đây. Đấy. Và ví dụ mình chạy quảng cáo video thì mọi người có thể xem được là bao nhiêu phần trăm. Thì cái phần trăm này nó sẽ đánh giá cái chất lượng của cái video của các bạn. Ví dụ cái video của mọi người mà nó quá kém thì xem xong 25% người ta bỏ đi rồi. Thì tất nhiên là càng lên cao thì nó lại càng ít người. Nên là cái độ dài của một cái video ấy, hay là độ dài của một đoạn phim chẳng hạn, nó không phải là phụ thuộc vào cái độ dài gì, mà nó phải thuộc là nó hay hay không. Nếu mà nó dài nó hay thì người ta vẫn xem đến 50%, 75%. Nếu mà nó ngắn mà nó tệ thì chả ai xem.
Nên là khi các bạn chọn video thì các bạn phải xem lại cái lưu ý về cái gọi là cái điểm số người xem video bao nhiêu phần trăm để mình biết video mình nó có hấp dẫn hay không. Thì ví dụ mình chọn sẽ video là 25% đi. Mình chọn video. Đấy. Thì mình có thể chọn video được, ví dụ đây là một cái video đây chẳng hạn. Ví dụ video này chẳng hạn. Mình chọn đây, trên này chọn fanpage mọi người nhé. Xác nhận. Đấy. Thì cái này mọi người thể chọn nhiều video. Đấy. Cái này thì nó cũng như cái này thì mình chắc nói nhiều không nói nữa, đó là số ngày xem lại và tên đối tượng thôi. Đây là dụ không biết chẳng hạn. Rồi mọi người lưu. Đấy. Thì bây giờ thì sẽ mất 30 phút thì nó sẽ ra cái này. Và cái này thì các bạn muốn sử dụng thì các bạn lại đưa vào cái trình quảng cáo để chạy quảng cáo remarketing cho nó, chạy quảng cáo cho những cái đối tượng mà những người đã xem video. Thì mình có thể có một gợi ý như thế này cho các bạn. Ví dụ bây giờ mình có một cái khóa học online chẳng hạn, thì làm sao để mình chạy ra được cho các bạn mà các bạn học. Thì lúc đầu thì mình sẽ cho chạy một cái video nào đấy để tạo phiểu. Ví dụ như là mình cho các bạn một cái video về hướng dẫn làm digital marketing đi, hay là ví dụ họ người ta dạy tiếng Anh thì người ta sẽ tạo một cái video là hướng dẫn thực hành nói TOEIC đi. Thì sau đó thì tất nhiên là những người xem video đó thì nó là đã càng phần trăm xem càng cao á, thì có khả năng cao là thích học tiếng Anh. Thì cái vấn đề đó thì mọi người khi mà mọi người lọc ra được những khách hàng đấy, ví dụ lọc khách hàng xem tận 50% chẳng hạn thì cũng là ok. Mà nếu mà các bạn tệp càng lớn ấy, thì các bạn đẩy lên cao nữa. Thì cái đó thì cái video đấy các bạn phải chạy quảng cáo, và video ấy thì nó không phải mục đích là để bán hàng mà mục đích là tạo phễu, là thu hút khách hàng thôi. Thì khi mọi người chạy cái video đấy ấy thì người ta sẽ xem video, và sau đó mình sẽ dùng một cái fanpage khác cũng được, mình chạy quảng cáo lại cho cái đối tượng mà là xem 50% thì khả năng chốt đơn là cao hơn. Thì để mà một fanpage khác thì các bạn có thể xem bài viết fanpage vệ tinh, thì các bạn vào web cương bích.com các bạn sẽ thấy là cái bài xây dựng fanpage vệ tinh. Thì chúc mọi người thành công, và có cái câu hỏi gì thì mọi người có thể là comment ở dưới YouTube cũng được, hay là comment ở trong web cũng được, hoặc là các bạn có thể vào nhóm học quảng cáo online này để các bạn trao đổi. Đây, học quảng cáo online. Đường link rút gọn là học online 247. Chúc mọi người thành công.